Hello cả nhà, chào mừng cả nhà trở lại với kênh Hồng Lê Vlog nha. Hôm nay xin mời cả nhà cùng xem cái bài ngỗng của mình nè. Này lớn rồi thả ra hoài rồi, bố mẹ ngỗng bố mẹ không có cắn nữa. Kiểu như chắc anh nhận dạng được con á sao á. Hồi nhỏ cái lông màu vàng á, thả ra là cắn à. Dù bỏ vô trong máy ấp có một ngày thôi á, đem ra vậy mà cũng lạ. Lạ sao thấy màu vàng á. Cái rượt cái đi theo ngỗng bố mẹ nó lại bỏ chạy. Rồi dẫn không có nên nữa nên li tách đàn luôn. Tách đàn nuôi một côi giờ lớn rồi nè. Bạn ngỗng mình 2 tháng rồi cả nha. 2 tháng 6 ngày. Đúng 2 tháng 6 ngày luôn. Bởi vì anh nở rồi xong 1 tháng sau là con ngỗng mẹ nó ấp. Ấp đúng 1 tháng sau là ngỗng nó nở. Là con cái bài ngỗng con của mình là được 6 ngày, giờ là ngày thứ 7. Thì mấy anh này là được 2 tháng 7 ngày. Thấy cái đúng cái mốc của nó ghê chưa? Đúng 1 tháng nha nhà. Này Ly thả ra nè, ra thả ra được chơi được bay nè. Thấy tung tăng vui lắm không? Cho lón vào cái son của chim ăn luôn kìa. À, tấn công qua cứ chim luôn, chim hết dám ăn luôn. Hôm bữa mình cho đi 2 con rồi, và bữa cho 2 con nữa là còn 2 con với lại 3 con lớn nữa là 5, với lại 6 con ngỗng nhỏ kia là 11, được 11 anh. Nuôi mê luôn. Tại bồ câu nó xuống nó ăn mà nó gặp nguyên một bầy nó đứng nó ăn vậy thôi chứ sao nó dám nó ăn. Thả ra tìm ăn không? Đi ăn không? Ăn mạnh dữ với ăn luôn. Bữa để chung với gà ăn không đủ, kêu miết à. Đi cho nó ăn đêm. Cái này cho ra hoài luôn, tưởng là mấy anh ngóng cái cắn cho ai gì nó cũng không có cắn. Nhập đàn luôn được á. Bữa giờ toàn nuôi riêng không à, nhưng chỗ không con, chỗ không con. Rồi tới là tấn công nè, tấn công nè. Thì lên nè. Kêu biết à. Nãy ra đói đòi ăn quá chừng, đi theo đòi ăn giờ hết đòi à. Cái tập tính của ngỗng ăn nó mắc cười lắm cả nhà. Nó ăn lúc nào nó cũng phải leo vô trong cái đồ ăn, nó đứng trong đó. Không biết nó leo vô đó để làm gì mà lúc nào nó cũng đứng nó dậm lên cái đồ ăn đó nó. Ăn vậy là nó đứng kìa ăn đó luôn à. Làm để ăn một cô mà lê rồi vô nó ăn nữa. Ăn hay là phải bị gì dính tóc, dính đen, dính cát gì á. Mà không biết tại sao mà nó cứ leo vô đó nó đứng vì cũng không hiểu nè. Giờ thì đây đang trộn thức ăn cho nó, đang cắt rau, chiều nào cũng vậy. Chiều nào cũng xuống như đây để cắt rau rồi trộn cho gà vịt ngan ngỗng rồi mình ăn, trộn chung hết luôn. Là thường buổi chiều thì có mấy cháu á, nó xuống dưới đây nó chơi, tại vì chiều dưới đây nó mát lắm. Nhiều gió biển á, không mát rồi dưới đây nó sảng khoái lắm. Mà hai lần mấy cháu nó đi là dẫn quyền bà chó. Quyền mẹ chó cưng đi theo luôn, làm xuống như đây. Mỗi lần mà chó nó xuất hiện như đây là thôi bồ câu nó bay hết trên nóc nhà nó đứng. Bồ câu nó sợ chó lắm cả nhà. Cho nên là khi nào chờ chó nó đi hết à,
là bồ câu nó mới xuống ăn lận, cho nó không có dám xuống. Tập tính của bồ câu là vậy á. À, mấy anh ngỗng con đứa ăn say sưa ra chưa. Cái chiều xuống đây là được chơi với mấy anh đó. Cháu ra chơi á. Mỗi lần chơi với mấy anh ngỗng là mình cũng thích á. Rồi ăn xong rồi, giờ qua tìm nước uống, phục vụ đầy đủ luôn, thức ăn thức uống có đầy đủ. Là gần ra gặp cái thau nước mà mừng như vậy, để cái thau nước chuẩn bị cho cô tắm này mà qua uống luôn à. Rất cảm ơn cả nhà đã theo dõi clip của Lê nha. Nếu các bạn thích thì nhớ cho Lê một like và đăng ký kênh để cho kênh của mình ngày càng phát triển nha cả nhà. Ngày càng có để Lê có động lực để làm thêm clip mới nha. Xin cảm ơn cả nhà nha. Tắm phái à. Cặp nước anh Thái kìa, thích chưa?